Kênh Ký ức Lính xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hồi ký của cựu chiến binh Nguyễn Đình Tấn, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Tác giả kể lại những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường Campuchia, những kỷ niệm về đồng đội cùng chiến đấu, những hy sinh gian khổ, những trận đánh ác liệt nhất trong cuộc chiến, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot. Sau đây mời các bạn cùng nghe tập 1. Cho tôi xin kể một câu chuyện bên lề trong trận đánh giải vây trung đoàn 36 tại bờ đông sông Mekong vào đầu tháng 1 năm 1979. Tôi muốn chia sẻ những kỷ niệm của một thời để nhớ, mặc dù năm tháng đã qua đi, cuộc sống đã có nhiều biến đổi, và ký ức chiến tranh đã lùi xa. Có lẽ đây sẽ là câu chuyện cuối cùng tôi kể về những hoạt động chiến đấu của tiểu đoàn 2, sư đoàn 5. Câu chuyện diễn ra một tuần sau trận tiểu đoàn 2 phá vây trên ngọn đồi không tên. Khi đó, chúng tôi không biết mình còn tồn tại hay không, và liệu những người chiến đấu sắp tới có thể sống sót. Nhưng trong suốt hành trình chiến đấu của chiến dịch phản công, tôi luôn mang theo lời hứa với những đồng đội đã ngã xuống trên ngọn đồi đó rằng chúng tôi sẽ không để họ phải nằm lại trên đồi. Sau hai ngày đêm bị bao vây, chịu đựng hàng loạt đạn pháo, cối của địch, vào ngày thứ hai, tiểu đoàn 2 quyết định phải rời khỏi ngọn đồi trước khi trời tối. Vào khoảng 3 giờ chiều, sau khi nhận báo cáo từ các chiến sĩ trinh sát về tình hình của địch ở các hướng dưới chân đồi, tiểu đoàn quyết định cử một chiến sĩ nuôi quân cùng trinh sát tiểu đoàn lên qua các khe hở trong vòng vây của lính Pol Pot để tìm cách tiếp tế lương thực và nước uống cho các đồng đội bị kẹt lại trên đồi. Trong khi thiếu nước, nhiều đồng chí đã phải uống nước tiểu của chính mình. Kế hoạch ban đầu tưởng chừng có thể thực hiện được, nhưng bọn địch đã phát hiện kế hoạch của chúng tôi ngay từ đầu. Tuy nhiên, chúng không tấn công ngay mà âm thầm chuẩn bị mai phục bằng mìn và hỏa lực, chờ đánh chặn và tiêu diệt chiến sĩ nuôi quân khi mang thực phẩm và nước trở lại đồi. Trên đồi, khi nghe tiếng súng Đại Liên và AK, chúng tôi biết đồng đội đang lâm nguy. Lòng tôi như lửa đốt, nhưng cuối cùng chúng tôi đẩy lùi được toán phục kích xuống núi. Trong toán công tác, chỉ có những chiến sĩ trinh sát phản ứng nhanh, vượt qua được lưới tấn công, nhưng không ai trong số họ không bị thương. Những chiến sĩ còn lại hầu như bị tiêu diệt bởi những phát súng bắn gần và lưỡi lê. Tôi ôm Hoàng, một người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ, trong tay đầy máu. Hơi thở yếu ớt của Hoàng càng làm tôi thêm đau đớn. Hoàng dặn tôi, anh em trên núi rất khát, mày cũng mang nước lên cho anh em nhé. Anh ấy chết ngay trong tay tôi, với ba lô đựng lương thực và những bình tông đựng nước, vẫn còn vết đạn trên đó. Nước mắt tôi rơi, lòng tôi tràn đầy căm hận. Sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 gần như đã cạn kiệt sau nhiều lần phải xuống rồi trèo lên đỉnh núi, không thể vượt qua hàng rào hỏa lực của Pol Pot khi chúng hoàn toàn làm chủ trận địa. Trong lần thứ hai, các chiến sĩ trinh sát còn lại tiếp tục tìm kiếm những hướng mỏng nhất của địch để đánh đòn quyết định nhằm phá vòng vây và đưa các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn về khu rừng phía tây ngọn đồi không tên. Chúng tôi cũng cần có thời gian để chăm sóc và cứu chữa các đồng chí bị thương. Với những chiến sĩ đã hy sinh, tiểu đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị trợ chiến và hỗ trợ để đưa các chiến sĩ hy sinh về tuyến sau, theo hướng bộ binh sẽ tiến hành đột kích. Khoảng 5 giờ chiều, các trung đội bộ binh của đại đội 7 và 8, đặc biệt là đại đội 6, đã bị chặn đánh và đẩy lùi, chia cắt hoàn toàn với đội hình chiến đấu của tiểu đoàn còn lại trên đồi. Tuy nhiên, các trung đội bộ binh đã tổ chức phản công nhanh chóng, phá vỡ vòng vây, bảo vệ cho bộ phận vận tải và đưa thương binh ra khỏi trận địa tiểu đoàn 2 tiếp tục nhận chi viện trong quá trình rút lui. Ngoài dự kiến, một tiểu đoàn đặc công được bố trí ở ngọn đồi phía sau trận địa của ngọn đồi không tên. Trong lúc chuyển thương ra khỏi trận địa, do trời chập tối, hai chiếc cánh cuối cùng do các chiến sĩ đại đội 9 đảm nhận đã bị lạc hướng và đi vào bãi mìn. Mìn nổ khiến cả 4 đồng chí cán thương bị trọng thương, trong đó có 2 đồng chí bị thương quá nặng nên đành phải nằm lại bên cạnh những đồng đội đã hy sinh. Ngay trong đêm, chúng tôi nhận được lệnh từ trung đoàn phải bí mật tìm đường trở lại vị trí các đồng chí tử sĩ và thương binh để cứu chữa. Nhưng vì trời quá tối và chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức, việc giải cứu không thành công. Khi quay lại vị trí của các chiến sĩ hy sinh, chúng tôi chưa kịp mang thi thể các anh ra khỏi bãi mìn, thì địch đã dập mìn chúng đúng vào vị trí các đồng chí nằm lại. Nguyên nhân là do chúng tôi đã cài mìn giữa xác các chiến sĩ. Khi mìn phát nổ, chúng tôi đang tìm cách kéo các anh ra ngoài. Đành phải chứng kiến các đồng đội hy sinh lần thứ hai, thật buồn. Trong nhóm còn lại, các chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã giữ bí mật khi tiếp cận vị trí nơi anh Trung Khẩn, tiểu đoàn trưởng, hy sinh, nhờ vậy anh đã được yên nghỉ trên đất mẹ. Một ngày sau đó, trước khi rút theo lệnh của tiểu đoàn để tránh thêm thương vong, tôi ghi lại trí nhớ của mình về vị trí các đồng chí hy sinh, để không bị nhầm lẫn khi nhận thi thể. Nếu mai này tôi còn sống sót và có cơ hội quay lại, tôi sẽ không quên. 3 hôm sau, vào khoảng ngày 26 tháng 12 năm 1978, đoàn 5 rút khỏi ngọn đồi không tên,
kết thúc những ngày chiến đấu đầy hy sinh và gian khổ, để bắt đầu những trận đánh vang dội trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Tôi may mắn thực hiện được lời hứa của mình khi được sư đoàn 303 chọn đi cùng anh Sơn, đội trưởng đại đội 8, cùng 6 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát và tiểu đoàn công binh của sư đoàn, trở lại ngọn đồi không tên vào đầu năm 1980. Có lẽ được các đồng đội hy sinh tại đây phù hộ nên tôi đã gặp may 3 lần. Lần thứ nhất, tôi dẫn đoàn công tác đến đúng vị trí của ba liệt sĩ tiểu đoàn 2 còn nằm lại mà không phải dò tìm lâu. Anh em khen tôi có khiếu làm lính trinh sát vị trí nhớ rất tốt, nhưng tôi tin rằng đó là do anh em thương và phù hộ. Lần may mắn thứ hai là sau khi nhận đủ hài cốt của các liệt sĩ, trên đường xuống núi, tôi dẫn cả tổ đi nạp, tuy bị nạp nhưng lại vô tình vào trận địa của địch từ năm 1978. Mặc dù không cần đánh nhau, chúng tôi vẫn thu được chiến lợi phẩm gồm một khẩu súng AK-47 và 154 viên đạn. Lần may mắn thứ ba là trong lúc dò tìm đường xuống chân núi, tôi vô tình đá mạnh vào một sợi dây thép nhỏ màu xanh, làm bật lựu đạn M67 mà bọn lính Pol Pot đã cài trước đó để chặn đường bộ đội đặc công chúng tôi. Theo phản xạ, tôi phóng người chụp lấy quả lựu đạn để ném ra xa, nằm xuống chờ tiếng nổ, nhưng mãi không nghe thấy tiếng. Hóa ra, quả lựu đạn đã được gài bởi một tên địch, và nó không thay chốt lựu đạn mà dùng một chiếc kim ngày, khiến khi chôn dưới đất lâu, chốt bị rỉ sét và không thể bung ra được. Mừng cho tôi thoát chết, nhưng sau khi giải thích hành động của mình, tôi đã bóp chặt quả lựu đạn trong tay để nó không phát nổ, và không ai trong tổ công tác nhìn được cười vì cách xử lý quá hài hước của tôi. Ngày hôm sau, khi tìm đường lên núi ở một hướng khác để tìm hài cốt các đồng chí, các chiến sĩ trinh sát của sư đoàn 1 đã gặp phải một quả mìn nhảy KP-2 nổ, khiến một chiến sĩ cùng binh bị hy sinh. Rất may, các thành viên còn lại giữ đúng cự ly khi lên núi, nên không ai bị thương. Có lẽ chỉ ở đây mới có thể miêu tả hết sự tàn bạo và nguy hiểm của cuộc chiến. Hơn 2 tháng tranh chấp quyết liệt giữa chúng tôi và các đơn vị thuộc sư đoàn 2, quân Pol Pot ở khu vực Viễn Nam, trên đường 13. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1978, trung đoàn 5 được lệnh rút khỏi vị trí vây, chấm dứt những chuỗi ngày gian khổ và hy sinh dưới cái nắng như thiêu đốt trong các cánh rừng dầu. Cùng với các cánh quân của sư đoàn 5, chúng tôi tiến về thị xã Cai, mục tiêu đầu tiên của chiến dịch phản công biên giới. Vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 1978, sau 2 ngày đêm hành quân xuyên rừng, các đơn vị cuối cùng của trung đoàn 2, trung đoàn 5, tiếp cận trận địa khi mặt trời vừa khuất sau những rặng cây phía bên kia bờ tây sông Mekong. Dưới ánh nắng chiều còn sót lại từ ngoại vi của thị xã, chúng tôi có thể quan sát thấy một số tên lính Pol Pot bên trong thị xã. Điều đó cho thấy bọn địch bên trong thị xã chưa nhận ra sự có mặt của quân ta đang dần khép chặt vòng vây bên ngoài. Chúng tôi mừng thầm vì yếu tố bất ngờ sẽ là một lợi thế khi chiến dịch chính thức bắt đầu vào rạng sáng ngày mai. Tiếng gà gáy vọng lên từ trong rừng, báo hiệu giờ nổ súng đã đến. Vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 1978, với sự yểm trợ của trọng pháo, các cánh quân của trung đoàn 5 và các trung đoàn bộ binh của sư đoàn 5 đồng loạt tấn công vào thị xã Cai, một thành phố cổ kính, xinh đẹp và sung túc bên dòng Mekong. Trước khí thế tiến công như vũ bão của quân tình nguyện Việt Nam, lực lượng quân Khmer Đỏ trấn giữ tại thị xã nhanh chóng bị đánh tan và rút chạy về phía nam của thị trấn Chư Long, đang trên đà tiến công. Tuy nhiên, ngay sau đó, trung đoàn 5 nhận được lệnh từ sở chỉ huy sư đoàn yêu cầu hành quân ngược về bờ đông sông Mekong để ứng cứu cho trung đoàn 36, đang gặp khó khăn tại đây. Dự báo sẽ có những trận đánh ác liệt tại khu vực này, với quyết tâm giải vây trung đoàn 36 và tiêu diệt phần sinh lực còn lại của các sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ. Sau khi nhận thêm khẩu phần lương khô và bổ sung đạn dược, các tiểu đoàn bộ binh và trung đoàn 5 lập tức triển khai hành quân, ngay trước khi hoàng hôn buông xuống. Sau gần một ngày đêm hành quân vất vả, các cánh quân của trung đoàn 5 nhanh chóng tiếp cận trận địa phía bờ đông sông Mekong, nhưng bị địch phản kích bất ngờ từ hai bên sườn. Lực lượng của chúng tôi nhanh chóng thay đổi chiến thuật, tổ chức phòng ngự và thiết lập các ổ kháng cự ở các vị trí xung yếu trên trục đường chính dẫn vào thị xã. Trận đánh diễn ra vào lúc mờ sáng, lúc 5 giờ 40. Các đại đội của tiểu đoàn 1 và 2 đã áp sát trận địa. Chỉ 5 phút sau, loạt cối 82mm của các đại đội trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm đội hình địch trên hướng tấn công. Các đội bộ binh của tiểu đoàn 2 khép chặt vòng vây, dùng hỏa lực mạnh của DKZ, B-40, B-41 và đại liên 12-7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của quân Pol Pot dọc bờ sông. Ở hướng tiến công của đại đội 8, do tôi chỉ huy, khoảng cách với các ổ đề kháng của địch chỉ còn khoảng 150m. Sau hai đợt xung phong bất thành và không thể vượt qua được cánh đồng phía trước dưới làn đạn đại liên dữ dội từ một công sở nổi thiết lập ngay cửa ngõ con đường chính, một số chiến sĩ của ta đã bị thương.
Sau một phút hội ý ngắn của ban chỉ huy đại đội với chỉ huy trung đội, các mũi tiến công được điều chỉnh, một ổ phục kích của tôi và hai chiến sĩ trang bị súng chống tăng B-41 và M-72, nhận nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng và khẩu đại liên của địch để mở cửa cho đại đội 8 xung phong đánh chiếm mục tiêu. Đồng thời, các chiến sĩ của đại đội 8 và 9 tiếp tục nổ súng chế áp và kêu gọi địch đầu hàng, nhằm làm lạc hướng sự chú ý của địch. Lợi dụng địa hình mấp mô với những hàng cây thấp ven sông, chúng tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách dần thu hẹp từ 100m còn 80m rồi 40m. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát toàn bộ mục tiêu và sẵn sàng khoan thủng tuyến phòng ngự của địch. Cái công sự nổi đang gây khó khăn cho bộ đội bộ binh, khiến họ phải trụ lại bên kia cánh đồng dưới làn đạn dày đặc. Ban chỉ huy đại đội yêu cầu hành động khẩn trương để không làm lộ ý định chiến đấu. Sau một phút thống nhất, chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào vị trí. Với một cái vất tay làm hiệu lệnh, tôi và đồng đội hành động bình tĩnh, nhưng nhanh chóng và chính xác. Xạ thủ B-41, Lê Văn Trợ, từ vị trí ẩn nấp, vươn người đứng dậy, ngắm bắn rồi khai hỏa. Quả B-41 cắm ngay bên cạnh cửa hầm, và pháo đạn ngay lập tức khiến khẩu đại liên của địch im bặt, không kịp hoàn hồn. Tiểu đội Phó Nguyễn Việt Thu bật dậy, bắn ngay một quả M-72 vào đám khói. Đồng đội của chúng tôi phấn khích, tiếng súng vang dội cả cánh đồng, và cả tổ xung kích đồng loạt rời vị trí. Giữa đám khói bụi, chúng tôi phát hiện ba tên lính áo đen đang chạy theo hai hướng. Qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7, hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được, chạy qua hàng tre. Tôi phóng người nhảy qua một đoạn mương, bám sát tên lính còn lại, đang chạy ngoằn ngoèo phía trước. Với một động tác kỹ thuật, tôi quỳ xuống và bắn hai loạt điểm xạ. Tên lính loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước, không kịp phản ứng. Tôi lao nhanh đến, đập mạnh vào tay cầm súng của hắn, khiến hắn rơi súng. Đưa khẩu súng AK lên, tôi nhắm ngay vào tên lính. Tiếng thét của hắn vang lên trong khi tôi cảm nhận được máu từ vết thương của hắn chảy ra. Đột nhiên, hắn nói, giọng run rẩy, xin anh đừng giết tôi. Tôi hạ súng, nhìn vào mắt hắn, cảm nhận sự sợ hãi và cầu xin. Tôi quát lên một câu khẩu lệnh bằng tiếng Việt mà tôi đã học khi còn ở quê. Hắn giơ hai tay lên đầu, sợ sệt nhìn tôi và nói, xin anh đừng giết em, vì em là người Việt Nam. Đến lúc ấy, tôi mới để ý gương mặt của tên lính áo đen. Một gương mặt trẻ măng, tôi đoán nó khoảng 16 hay 17 tuổi, với mái tóc xoăn và làn da trắng xanh. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, rồi tựa vào tôi khi tôi băng vết thương trên đùi nó. Tôi chia cho nó những ngụm nước còn lại trong bình tông trước lúc bàn giao cho tiểu đoàn bộ. Tôi hỏi nó, mày cầm súng tàn sát dân mình sao? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe rồi nói, cả nhà em đã bị bọn Khmer đỏ bỏ đói và giết chết từ sau khi Phnom Penh được giải phóng. Em là người sống sót duy nhất, bọn chúng bắt em cầm súng theo chúng. Nếu không, em cũng sẽ bị đói chết và bị đánh chết như ba mẹ em. Sau những khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng tôi trùng xuống trước câu chuyện của tên tù binh đáng thương. Tôi xoa đầu động viên nó rồi nhanh chóng chạy theo đồng đội để tiếp tục truy kích bọn tàn binh đang tìm cách bơi qua sông dưới làn đạn dày đặc, từ các loại hỏa lực ta đang trút xuống. Ba ngày sau, trên đường hành quân tiến về thị trấn Chơ Long, khi đội hình đi ngang qua hậu cứ của tiểu đoàn, tôi bất ngờ gặp lại nó. Tên tù binh ấy đứng bên đường, dõi mắt theo đoàn quân. Tôi biết nó đang tìm tôi. Khi toàn quân đã đi xa, tôi ngoái lại nhìn và vẫn thấy nó đứng vẫy tay tiễn tôi vào trận. Nhìn dáng đứng của nó, cánh tay cầm một cành tre nhỏ làm gậy, tôi mừng thầm vì biết vết thương của nó không làm mất chân, không gây cho nó nhiều đau đớn. Tôi thật lòng mong nó sớm lành vết thương, có đôi chân khỏe mạnh để trở về quê ngoại, một miền quê yên lành bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, như nó từng nghe mẹ nó kể. Về quê ngoại yêu thương, mỗi năm, cứ mỗi dịp Tết dương lịch, tôi lại dành cho mình những giây phút riêng tư để nhớ về kỷ niệm của hơn 30 năm trước, cái ngày nhân dân Campuchia được giải phóng khỏi bọn diệt chủng của bè lũ Pol Pot. Tôi kể lại câu chuyện này với niềm tự hào của một chiến sĩ tình nguyện quân Việt Nam, như một minh chứng về tính nhân văn của cuộc chiến, một cuộc chiến tranh bắt buộc để tiến hành vì hòa bình của đất nước và sự hồi sinh của một dân tộc anh em. Những chiến thắng vang dội liên tiếp bắt đầu từ chiến dịch giải cứu trung đoàn 36 bên bờ đông sông Mekong, và trận tập kích bất ngờ ở tiểu đoàn 2, góp phần quan trọng cùng các đơn vị của trung. Đoàn 55 đánh tan giã, gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ. Sau khi chúng rút chạy khỏi Cai Lậy, với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân tinh nhuệ, các đồng chí chỉ huy trung đoàn có lẽ đã nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong việc đánh chiếm thị trấn Chư Long. Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như dự kiến. Lúc bấy giờ, tôi chỉ mới là một tiểu đội trưởng, tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh.
Tuy vậy, những gì chúng tôi đã được phổ biến trước trận đánh vẫn khiến tôi trăn trở mãi về kết quả không mong muốn của trận đánh. Theo tôi, nếu như chúng ta đánh giá đúng tình hình địch và có kế hoạch hiệp đồng tác chiến tốt hơn, có lẽ đã không xảy ra những chuyện đau lòng như vậy. Dù chưa từng là một sĩ quan chỉ huy, tôi vẫn muốn chia sẻ những suy đoán của mình về những sai lầm trong công tác hành binh của trung đoàn. Theo tôi, có lẽ đã có sự chủ quan của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 và các bộ phận tham mưu khi đánh giá không đúng và thiếu chính xác về quân số và trang bị của địch. Chúng ta cũng có thể đã thiếu cẩn trọng trong việc xử lý các nguồn thông tin từ báo cáo của trung đoàn, và điều đó là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất đau lòng của tiểu đoàn 2, trong đó đại đội 8 là đơn vị chịu thiệt hại nhiều nhất trong trận đánh. Theo mệnh lệnh của trung đoàn, sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 2 đã có một trận đánh tuyệt đẹp tại đây. Theo kế hoạch, trận đánh thị trấn Chư Long sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách hướng tấn công chủ yếu, cùng lúc với tiểu đoàn 1 triển khai đội hình tác chiến bên trái. Tiểu đoàn 3 sẽ yểm trợ phía sau đội hình của bạn. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, các tiểu đoàn đã không hội quân đúng thời gian khi tiểu đoàn 2 bắt đầu nổ súng như kế hoạch. Ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 55 tham gia đánh chiếm Chư Long, còn có sự chi viện của trung đoàn 33 từ hướng đông bắc sông Mekong. Tuy nhiên, tiểu đoàn 2 không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ địch, có lẽ vì chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị vây đánh như trong hai trận trước đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, tiểu đoàn 2 chỉ còn cách cầu Chư Long khoảng 500 mét. Tại đây, chúng tôi bắt gặp cảnh đội ta đang khai thác thông tin từ một tên lính Pol Pot bị bắt khi nó đang tìm cách vượt sông. Tuy nhiên, tình hình quân ta không ổn định, có thể do thông tin sai lệch từ tên lính bị bắt. Ngay sau đó, tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận lệnh tiến quân qua cầu Chư Long để vào thị trấn, mà không chờ sự hiệp đồng của các cánh quân như kế hoạch ban đầu. Vào lúc 8 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8, tiểu đoàn 2 đã vượt qua cầu Chư Long tiến vào thị trấn. Các đội 6, 7, 8 cũng đồng loạt tiến vào trung tâm thị trấn. Đến 8 giờ 30, toàn bộ đội hình tiểu đoàn 2 đã vượt qua cầu, nhưng vẫn chưa phát hiện sự có mặt của địch trong thị trấn. Khi đại đội 8 vừa vượt qua ngôi chùa lớn nhất thị trấn, chúng tôi phát hiện xung quanh chùa có rất nhiều bếp lửa giả chiến đang đun nấu. Chúng tôi nhìn thấy trong các chiếc chảo lớn, người dân Campuchia đang nấu nước thốt nốt, lấy đường, và có rất nhiều thịt lớn, cơm vừa được vớt ra, còn bốc khói. Ở phía bờ sông Mekong, đội 6 báo cáo đã phát hiện nhiều chiếc bè kết bằng thân cây chuối và tre tươi, được neo ở mép nước. Điều này chứng tỏ địch đang chuẩn bị rút quân sang bên kia sông, nhưng chưa kịp hoàn tất công tác chuẩn bị thì gặp phải lực lượng tiểu đoàn 2 của trung đoàn 55. Với thế trận như tôi đã mô tả, và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng, với quân số khoảng gần một trung đoàn thuộc sư đoàn 603 và sư đoàn 2 của địch, địch đã chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta. Trận đánh ngay từ đầu đã diễn ra cực kỳ khốc liệt. Tôi đã tham gia hàng chục trận lớn nhỏ, nhưng chưa nơi nào tôi chứng kiến sự sử dụng hỏa lực khủng khiếp như ở trận này. Địch gần như không sử dụng súng cá nhân mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh với cơ số đạn dồi dào. Công trình kiến trúc của nhà máy giấy tại thị trấn đã thực sự biến thành một công sự lợi hại mà bọn lính Pol Pot tận dụng triệt để. Từ những ô cửa sổ trên tầng 2 của nhà máy giấy, các khẩu DKZ-75 và B-41 liên tục phóng những chùm đạn khổng lồ vào đội hình đại đội 8 đang trụ lại hai bên con đường chính dẫn vào thị trấn. Những khẩu đại liên đặt trên các cao điểm vãi đạn khổng lồ, xới tung các hàng cây ven đường, nơi đại đội 7 và đại đội 8 đang phải đối mặt với một lực lượng địch có quân số quá đông và trang bị hỏa lực cực mạnh. Lúc ấy, quân ta chỉ có một tiểu đoàn thiếu, phải chiến đấu trong thế bị động và bất lợi về vị trí, dẫn đến thương vong là điều khó tránh khỏi. Chỉ sau 15 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 trên hướng chính diện đều bị thương vong. Ngoài 4 đồng chí bị thương kịp thời đưa về tuyến sau, tất cả 6 đồng chí còn lại của đại đội 8 đều hy sinh. Lúc này, khẩu đội 12 ly 7 cũng có 2 xạ thủ bị thương do trúng mảnh đạn từ DKZ. Chúng tôi chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch. Khẩu đội trưởng Nguyễn Anh Dũng báo cáo về tình hình cho chỉ huy đại đội 8, cho biết lực lượng địch đã kéo nước đuôi, làm kẹt lại bộ phận phòng ngự trong lòng khẩu đội. Do vậy, nhiệm vụ trợ chiến cho bộ binh đã chuyển thành bảo vệ trang bị cho khẩu đội. Chúng tôi nhìn thấy rõ hành động chiến đấu của bọn lính Pol Pot, dựa vào quần chúng đông và hỏa lực mạnh. Chúng luôn miệng đe dọa, và nhiều tên với súng B-40, B-41 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường, dò tìm mục tiêu để nổ súng tiêu diệt. Lần đầu tiên trong trận này, tôi chứng kiến cách sử dụng súng B-40, B-41 của bọn lính Pol Pot, bắn thẳng vào các vị trí cố thủ của chúng tôi. Về cách sử dụng cối 60 ly của địch trong trận này, có lẽ khó ai tin được điều tôi sẽ kể.
Dù đối đầu trong khoảng cách chỉ 150 đến 200 mét, bọn chúng chỉ cần bắn bằng lòng cối mà không cần đến công cụ nào khác. Chúng chỉ cần ước lượng điểm rơi của quả đạn bằng mắt và đôi tay. Vậy là với cách bắn như vậy, nếu không có nhánh xoài che chắn phía trên tôi, quả đạn sẽ cắm đúng vào vị trí tôi đang nằm, có lẽ sẽ xoáy nát thân thể tôi. Khi địch tổ chức đợt xung phong thứ hai, không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75mm và cối 60 ly, tôi đã chứng kiến thêm nhiều chiến sĩ của đại đội 7 hy sinh. Ngoài Dũng, tiểu đội phó, bị trọng thương do đạn cối, tôi là người thứ hai bị thương sau khi thoát được quả B-40 nhờ lớp đất phía sau bụi cây. Tôi vận động nhanh sang một gốc cây bên cạnh, nhưng chưa kịp định thần để quan sát thì một quả đạn nổ khiến toàn thân tôi bị hất ngược về phía sau. Nhờ có một thân cây lớn che chắn, tôi chỉ bị một vết xước ở phần mềm cánh tay phải, nhưng sức nổ đã khiến tôi không thể thở được và máu chảy ra từ hai tay. Vào khoảng 13 giờ chiều ngày 9 tháng 1, lợi dụng địa hình che khuất của rừng, địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn bí mật tiếp cận tấn công chúng tôi từ bên sườn trái. Trước sự càng kéo của địch, chúng tôi đề nghị tiểu đoàn cho bắn cối Việt, nhưng lúc này các khẩu đội cối 82mm của đại đội 9 và cối 60mm của các đơn vị khác chỉ còn không quá 5 quả, nên chỉ được lệnh bắn khi thực sự nguy cấp. Lần thứ hai trong ngày, chúng tôi đẩy lùi được đợt xung phong của địch. Đến 15 giờ chiều, địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích. Tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này, chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, chưa biết sẽ diễn ra lúc nào. Suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng, tất cả chúng tôi đều mệt nhoài, quần áo, đầu tóc bụi bặm, súng và đất đầy người, và suốt ngày không có thứ gì để bỏ vào bụng. Nhưng trong chúng tôi, không ai còn cảm giác đói. Điều chúng tôi cần và chờ đợi chính là sự có mặt của Trung đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 5 đang trên đường tiến đến. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc chiến sự tạm lắng. Các trung đội cử những đồng chí khỏe mạnh nhất tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến, đưa thương binh và tướng sĩ về tuyến sau. Lệnh từ ban chỉ huy là đại đội 8 đang được B-9 bảo vệ. Đến 3 giờ sáng ngày 10 tháng 1, giữa không gian tĩnh lặng của bóng đêm, bỗng vang lên một loạt tiếng động. Đầu tiên là tiếng va đập của kim loại, tiếp sau là tiếng chân chạy rầm rập từ phía trận địa về hướng chúng tôi, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng rồi đêm lại yên tĩnh, thời gian trôi dần về sáng mà không có bất kỳ động thái nào từ phía đối phương. 6 giờ sáng, chúng tôi tỉnh người khi từ phía bắc và đông bắc của thị trấn, hàng loạt tiếng đạn 82mm vang lên trầm ấm. 30 giây sau, những quả lửa thi nhau rơi xuống nhà máy giấy từ bên trái đội hình của tiểu đoàn 2. Tiếng đại liên của tiểu đội 7 vang lên, từng loạt, từng điểm nhịp, chúng tôi hét lên vì mừng rỡ, các đồng chí ơi, trung đoàn 1 đã đến rồi, chúng ta được chi viện. 15 phút sau, các cánh quân của trung đoàn 1 đã bắt được liên lạc với chúng tôi, nhưng sự chi viện của các đơn vị bạn đã không còn nhiều ý nghĩa nữa vì toàn bộ lực lượng địch đã sang bờ tây sông Mekong từ lúc gà gáy canh đầu tiên. Khi đơn vị tiến hành kiểm tra trận địa ở khu vực phía nam của thị trấn, chúng tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rập trong đêm chính là tiếng chân của đàn trâu bò và ngựa, mà bọn Pol Pot đã đuổi đi trước khi rút để tránh quân tình nguyện Việt Nam trưng dụng làm thực phẩm bổ sung cho các đơn vị. Vào 19 giờ ngày 10 tháng 1, sau trận đánh, đội hình đại đội tập hợp lại. Nhìn vào khoảng trống của trung đội 8, tôi không thể kìm giữ được xúc động. Cuộc họp đã kết thúc, các đơn vị đã giải tán về vị trí riêng. Tôi vẫn đứng đó, một mình, lặng im rất lâu để có thể nuốt ngược vào lòng nỗi đau mất mát. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 1979, được sự giúp sức của một đơn vị thuộc lực lượng thanh niên xung phong, chúng tôi vượt sông Chư Long hành quân về thị trấn Chư Long và dành toàn bộ thời gian ngắn ngủi sau chiến dịch để dưỡng quân, củng cố lực lượng, bổ sung quân số và chuẩn bị cho những đợt càn quét tàn quân Pol Pot trong mùa khô năm 1979, trên một địa bàn rộng lớn kéo dài từ Công Phong Thơm qua các công trình quân sự, rồi trở về ngã ba lộ 7 để chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo. Trận chiến này, Nguyễn Văn Vẹn của tiểu đoàn 1 đã lập một kỷ lục mới cho trung đoàn 5, tiêu diệt cùng lúc 6 tên lính Pol Pot bằng lựu đạn và những phát súng AK. Thời gian diễn ra trận đánh của chúng tôi tại thị trấn Chư Long đã qua quá lâu, nên tôi khó có thể xác định chính xác mốc thời gian và diễn biến của trận đánh, cũng như vị trí đứng chân và hướng phát triển của các đơn vị tham gia trận này. Nếu có sai sót, mong các đồng chí thông cảm và góp ý. Đối với các thủ trưởng cũ của tiểu đoàn 2 và trung đoàn bộ, nếu những suy đoán của tôi về nguyên nhân gây nên tổn thất đáng buồn của đại đội 8, tiểu đoàn 2 trong trận đánh cuối cùng bên dòng sông Mekong có làm các đồng chí buồn lòng, mong các thủ trưởng hiểu cho. Đó cũng chỉ là những cảm xúc của một người biết đau nỗi đau của đồng đội, của bạn bè, của đồng chí mà thôi. Sau những chuỗi ngày dài cùng với trung đoàn 55, tiến hành các cuộc truy quét bọn tàn binh Pol Pot trên một địa bàn rộng lớn ven trục đường 6, vào tháng 8 năm 1979, tiểu đoàn 2,
Trung đoàn 55 được lệnh hành quân về đứng chân trên địa bàn huyện Xê Tung Trang để làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền bản, đồng thời đảm trách công tác xây dựng và huấn luyện cho một số đơn vị lính Khmer vừa được thành lập. Thị trấn Xê Tung Trang nằm trên một sườn đồi thoai thoải trải dài theo dòng sông Mekong, với những khu đồn điền cao su rộng lớn xen lẫn các ngôi biệt thự và những vườn xoài được trồng thẳng hàng theo kiểu công nghiệp của người Pháp. Ở đây, lần đầu tiên các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 2 được bố trí khá gần nhau và cách thị trấn của huyện không quá 500 mét. Những ngày đầu mới về đứng chân, có lẽ bọn Pol Pot chưa biết phiên hiệu của đơn vị chúng tôi, nên đêm nào chúng cũng tổ chức xâm nhập và tập kích vào các đại đội bộ binh. Sau một số lần chạm trán và thường xuyên bị tiểu đoàn 2 tổ chức phản kích, địch rút lực lượng ra xa dần và phân tán thành các phân đội nhỏ, ẩn nấp trong các cánh rừng cao su để tránh bị quân ta vây đánh, tiêu diệt. Tuy không dám tổ chức đánh trộm chúng tôi nữa, nhưng cứ đêm đến, chúng lại tập kích cơ quan huyện, lúc bằng hỏa lực cối 60mm, lúc bằng B-40. Một lần, sau khi huyện bị địch tập kích gây thương vong cho một số cán bộ, tôi cùng tiểu đoàn trưởng Khanh đến kiểm tra trận địa. Khi ông hỏi một sĩ quan bên bạn xem có biết địch thường tấn công là lực lượng nào không, người sĩ quan đưa chúng tôi đi về phía rừng, chỉ tay vào những dấu chân còn in rõ trên con đường đất dẫn từ rừng vào, rồi đặt ngược câu hỏi, nhìn những dấu chân này, chắc các anh đã biết trang bị của chúng là từ đâu rồi chứ? Chúng tôi nhìn kỹ và nhận ra đó là loại giày do quân khu 7 sản xuất. Mọi chuyện đã rõ, chúng tôi nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, thấm thía câu nói của ông sĩ quan bạn. Một tháng sau ngày về đóng quân, địa bàn thường xuyên được bạn yêu cầu giúp tiêu diệt một nhóm thổ phỉ có vũ trang chuyên chặn cướp tài sản, vàng bạc của những người đi buôn, sống trong một phum của người Chăm Khmer bên sông Mekong. Nhận được yêu cầu, đại đội 8 được tiểu đoàn phân công tổ chức mai phục để bắt sống hoặc tiêu diệt nhóm này. Trong nhiệm vụ lần này, ban chỉ huy đại đội 8 phân công tôi phụ trách một trung đội thiếu gồm 9 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên thông tin. Chúng tôi được giao nhiệm vụ vào phum điều tra quy luật hoạt động của bọn cướp để lên phương án mai phục, tiêu diệt. Sau khi tìm hiểu sự việc từ các nạn nhân trước đó, tôi nhận định đây không phải là bọn thổ phỉ mà có thể là nhóm tàn binh Pol Pot bị cài lại. Do không được tiếp tế hậu cần, chúng buộc phải cướp bóc để duy trì hoạt động. Kế hoạch mai phục nhanh chóng được triển khai. Khi đã nắm được quy luật về thời gian và đoạn sông mà chúng thường chọn để cướp, tôi quyết định tổ chức phục kích với quyết tâm bắt sống nếu điều kiện thuận lợi. Để ngụy trang, tôi đề nghị cả tổ cải trang thành dân buôn và người đi đánh cá, thay quân phục bằng những bộ quần áo đen của dân thường, thắt khăn cà ma đỏ ngang lưng để nhận diện khi tác chiến. Sau khi cải trang, anh em nhìn tôi và cười vui vẻ, nói: "Ừ thì trong trang phục này, không khéo em lại tưởng anh là lính tốt việc thật đấy." Để tiếp cận bọn cướp, tôi phân công nhóm công tác thành 4 tổ, mỗi tổ gồm 2 chiến sĩ của ta kết hợp với 2 du kích trong phum, vừa làm nhiệm vụ chèo thuyền vừa dẫn đường theo phương án đã thống nhất. Tổ 3 có nhiệm vụ đón lóng ở ngã ba sông nơi dẫn ra sông Mekong để đánh chặn nếu bọn cướp phát hiện tổ tuần tra và tổ mai phục. Tổ 2 được bố trí ở giữa sông, nơi thường xảy ra các vụ cướp trước đây. Tổ 1 do tôi trực tiếp chỉ huy, cùng với xạ thủ B-40 Nguyễn Việt Thu, chịu trách nhiệm điều nhiên và làm nhiệm vụ chủ lực. Về vũ khí, các tổ đều được trang bị hỏa lực gồm tiểu liên AK, M79 và B-40. Tổ còn lại, gồm 3 chiến sĩ thông tin, ở lại trong phum để giữ liên lạc với tiểu đoàn. 9 giờ sáng, tất cả đã vào đúng vị trí, sẵn sàng chờ địch. Chiếc thuyền tôi chỉ huy ngược dòng sông hướng về chợ huyện. Vào thời điểm đó, tháng 9 năm 1979 là cao điểm của mùa lũ trên sông Mekong, nước dâng ngập trắng cả những vạt rừng trồi ven sông, khiến việc phân biệt đâu là bờ trở nên khó khăn. Đi được khoảng 500 mét, khi chuẩn bị vào khúc quanh, anh chàng du kích ngồi mũi thuyền quay lại ra. Hiểu, từ khoảng cách 200 mét, tôi thấy thấp thoáng 2 chiếc thuyền lớn. Chiếc thứ nhất có 2 người mặc trang phục đen, quấn khăn cà ma, chiếc thứ hai đi phía sau có 5 người, trong đó 3 người mặc quân phục xanh ô liu của Trung Quốc, đội mũ mềm, trang bị chủ yếu là súng AR-15 của Mỹ. Trong vai người đánh cá, chúng tôi giữ bình tĩnh, dòng thuyền ngược hướng với 2 chiếc thuyền đó. Khi hai bên đến gần, tôi thấy 2 chàng du kích cùng tôi trở nên luống cuống. Để tránh bị phát hiện, tôi trấn an cả tổ, ra lệnh tiếp tục tiến. Khoảng cách dần thu hẹp, chỉ còn khoảng 20 mét. Một trong 3 người mặc quân phục xanh ô liu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không thể đoán chúng tôi là ai. Khi thuyền của địch vừa vượt qua khoảng 200 mét, chúng bất ngờ tăng tốc, đồng loạt kéo cơ bẩm, lên đạn. Tôi ra lệnh cho anh du kích ở lái quay nhanh thuyền lại, tránh khí nóng từ B-40 gây sát thương cho những người phía sau. Nhanh chóng, tôi rút khẩu tiểu liên dưới đống lưới, vừa để uy hiếp tinh thần đối phương, vừa sẵn sàng chiến đấu. Thu khai hỏa quả đạn đầu tiên từ B-40,
nhưng cúi người về phía trước khiến đạn cắm vào phía sau đuôi thuyền, cách mục tiêu 2 mét. Ngay sau đó, quả đạn thứ hai được khai hỏa, vẽ một đường cong và nổ ở khu vực ngã ba sông. May mắn, điểm rơi không trúng vị trí của tổ 3. Trong khi tôi bắn loạt đạn liên thanh về phía địch, tổ 2 ở vị trí mai phục cũng khai hỏa uy hiếp đối phương. Hai chiếc thuyền địch bỏ chạy vào khúc cua, nơi cành lá cây rừng trồi rậm rạp sát mép nước. Khi mất dấu, tôi bắn 3 phát súng hiệu để báo cho các tổ phối hợp tiếp tục truy đuổi. Không ngờ, anh du kích chèo thuyền đã bị một viên AR-15 bắn trúng MU bàn chân trái, máu chảy đầm đìa. Tôi dùng khăn cà ma của anh để cầm máu tạm thời, rồi cố gắng giúp anh chèo thuyền về Phum. Khi cập bến, một anh lính thông tin từ tiểu đoàn chạy ra, dáng vẻ rất lạ. Anh ghé tai tôi nói nhỏ, chết rồi, mình vừa đánh nhầm vào bộ đội huyện. Người tử trận là một sĩ quan, còn lính bảo vệ có một người bị thương. Đang hân hoan vì vừa hoàn thành nhiệm vụ, tôi bàng hoàng như rơi xuống đất. Chúng tôi vội vã quay về tiểu đoàn, mang theo cảm giác lo lắng. Về đến nơi, tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt, cùng chỉ huy tiểu đoàn sang đơn vị bạn thăm hỏi và xin lỗi. Dù được anh em bên bạn thông cảm, nhưng tôi vẫn day dứt, lo sợ sự cố này ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bên. Tuy không bị kiểm điểm, nhưng tôi hiểu ra bài học sâu sắc từ trải nghiệm này. Là một chiến binh quen tác chiến địa hình đồi núi và rừng rậm, đây là lần đầu tôi phải chiến đấu trên sông nước, nơi không gian hoàn toàn khác biệt. Mặt nước mênh mông không vật che chắn, cộng sự chỉ là chiếc thuyền nhỏ bé, khiến mọi thứ đều phụ thuộc vào may mắn hơn là kỹ năng. Các bạn vừa nghe xong tập 1, hồi ký của cựu chiến binh Phan Minh Châu, tiểu đoàn 2, trung đoàn 55. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo.